Chào các bạn, mình là Miu Cơ Trưởng đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series thử thách 24 giờ của mình nữa nha. Nhưng mà đặc biệt tập hôm nay có khách mời, đó chính là Kỳ Fly. Chào các bạn nha. Và hôm nay tụi mình sẽ thực hiện thử thách là 24 giờ ở trong tù. Nghe rất là đặc lạ luôn phải không? Ok, các bạn hãy cùng nói xem là như thế nào nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi mua thức ăn thôi. Ô là trời, mình tính đi mua thức ăn mà thấy Kỳ Fly đứng chụp hình nè. Chắc là thấy anh này đẹp trai quá nên là đứng chụp hình chứ gì. Cậu không mua đồ ăn à? Để mình rút tiền cái. Ô là trời, số dư tài khoản còn 5.000. Thôi để tôi mua cho ăn ké nè. Ê Mèo, lại đây ăn cơm tù nè. Nhìn cơm tù này ngon quá đi. Chắc là mình phải mua vài hộp ăn mới được. Nhưng mà đáng ra trong tù là phải được ăn cơm miễn phí chứ. Đi tù mà còn phải bắt mua đồ ăn nữa sao? Mua cơm xong rồi, không biết là còn cái gì ăn không? Không biết là có nên mua bim bim ăn không nữa? Ăn mì gì đây Mèo? Ăn mì xào hay là mì nước? Trong đó có điện để nấu nước không mà mua mì. Trời, kéo ổ điện vô tù là xong. Hay, vậy thì ăn mì nước nha. Ok nhé. Ôi, chỗ này có cái kho nè. U là trời, giờ mới biết hả? Giờ mới biết luôn á. Bãi, đồ tối cỏ. Hey, mua hồi nãy giờ rồi, xong chưa kịp Fly? Ê, tôi thấy một hiện tượng lạ nè. Cơm biết chạy này. U là trời, lần đầu vô đây hả? Lấy ăn đi. Ha ha, kịp Fly chạy theo cái cục cơm nhìn dễ thương ghê. Nhìn như thằng khùng vậy đó, nhanh lên đi ông. Đúng là lắm trò mà. Chào anh, ở đây có bán người yêu không ạ? Ế lắm rồi. Có. Đâu? Trước mặt cậu nè. Hay ơi. Ghê. Kỳ Fly là đồ con chó. Hứ, đồ đáng ghét. Hình phạt của cậu là phải chở tôi. Cho cậu biết nếm mùi đau khổ là như thế nào. Yên tâm, nhưng mà tôi rất là ốm luôn. Chỉ mới có 50kg thôi. Mà không hiểu sao Kỳ Fly có chiếc siêu xe để làm gì mà không thèm chạy. Đi đẩy mình chứ cái dở hàng này. Lâu thấy bà luôn. Let's go, gần tới rồi. Ok, giỏi lắm, ở ngoài luôn đi. Điện thoại bạn nào mà chơi Play to Radio bị giật lát thì các bạn hãy tải cái app Notebooker về nha. Khi tải xong thì mình sẽ vào phần tăng tốc game nè. Và tăng tốc game Play to Radio mà mình đang chơi. Thì khi mà ứng dụng này tăng tốc xong thì mình chơi game này không còn giật lát nữa. Còn có cả chức năng tiết kiệm pin nữa nè. Điện thoại của bạn nào mà có dấu hiệu chai pin thì các bạn vào phần tiết kiệm pin. Sau khi tiết kiệm xong thì các bạn sẽ chơi được lâu hơn đó. Và các bạn cũng có thể game app Notebooker vào màn hình chính luôn. Có rất là nhiều tiện ích để cho các bạn game, nhưng mà mình sẽ game là tiết kiệm pin, tăng tốc game và tăng tốc bộ nhớ nha. Game ở đây tiện một cái là khi nào mà các bạn cầm thì các bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng thôi, không cần vào app luôn. Các bạn có thể tải app Notebooker qua CH Play nha. Và khi mà các bạn trải nghiệm các bạn hay tốt thì các bạn nhớ đánh giá 5 sao để ủng hộ app nhé. Lúc nào cũng vậy, trước khi mà thực hiện thử thách thì mình sẽ đi thăm em Mèo Méo Méo của mình chứ. Lần này thì mình sẽ cho em ấy ở trong nhà trẻ nha. Chứ mà đem vô nhà tù thì cũng không có gì chơi hết. Chị cho em uống sữa nè, ngoan nha. Chị đi tù rồi ngày mai chị về. Damn. Thì nhà tù cũng là nhà của mình thôi. Nhà của mình có thay nhà tù á. Chứ ở trong Play to Radio là chỉ có nhà tù. Ok, đây chính là nhà tù của mình nè. Tù chứa tội phạm khét tiếng nhất thế giới. Ha. Các bạn đọc là hay đun người hết rồi đúng không? Trước khi bước vào đây thì mình sẽ xem giờ nha. Bây giờ là 9:35 tối rồi. Vậy thì 9:35 tối ngày mai mình mới được ra tù. Vào đây nè Kỳ Fly. Vào đi rồi mình sẽ đóng cửa tù lại nha. Ok, bắt đầu thử thách. Có 2 phòng thì mình phòng bên đây, còn 7 phòng bên kia nha. Wow, nhà tù mà còn đầy đủ hơn là ở ngoài nữa. Ủa, mình không ở chung à? Không cho, ở tù mà còn đòi ở chung hả? Vui mà. À, mình nhớ rồi, mình có một bộ đồ tù nè. Bộ đồ tù này hình như là mình đào kho báu được thì phải. Nhưng mà mình chỉ mới được có cái áo à, không có cái quần. Ok, nhìn cũng tạo chắc nhận chứ bộ. Đồ tù nè Kỳ Fly, có không? U là trời. Hay, đi tù vì đam mê hả? Hôm nay đổi gió, tại trong tù đầy đủ hơn ở ngoài nên là vô đây ở. Bây giờ thì bạn kế hoạch vượt ngục thôi. Nếu cả thế giới xa lánh bạn thì bạn còn nhà tù để bạn nè. Đào đất à. Hu, thả tôi ra. Thả tôi ra đi mà. Ủa? Ê. Trời đất ơi, sao đâu ngoài đó được vậy? Ha, tôi vượt ngục thành công rồi nha. Ủa, tôi nhớ là tôi đâu có để cái ghế nào đâu, sao nhảy ra ngoài được? Ê nhô. Nếu trốn dễ như vậy thì sao ở ngoài đời không ai trốn ta? Cút ha. Chết, hết ra được rồi. Ha, đáng đời mà. U là trời, chỉ tôi cách vượt ngục đi. Không thôi là tôi báo cảnh sát đó. Tôi cảnh sát mà. Ha. Tôi chỉ làm duy nhất một lần thôi đấy, xem nè. Wow. Vượt ngục thành công rồi. Kết thúc thử thách thôi. Hai, công nhận là trong tù
nhàn ghê. Có ai muốn đi tù không? Nà ní. Ê, chị Fly làm thơ đi. Đêm trăng nhìn ra cửa tù, em trắng như vầng trăng. Hay, câu nhạc bài làm thơ vầng dễ sợ luôn á. Nhưng tôi sẽ không bao giờ mới tới được em. Đúng là nhà thơ tình nổi tiếng nhất Việt Nam. Đúng rồi, tôi là cháu của Nam Cao mà. Ủa, thơ tình là Xuân Diệu mà. Ủa, Nam Cao không làm thơ tình được à? Ủa, Nam Cao là nhà văn mà. Nam Cao là nhà văn hay là nhà thơ không quan trọng. Quan trọng ở đây tôi là số 1. Ha ha, đúng rồi, chị Flash số 1 thế giới. Và tên tuổi của tôi sẽ được ghi vào sổ sách. Sổ sách những người ảo tưởng nhất thế giới. Ha ha. U là trời, cái gì đây? Nói gì cơ? À, tôi báo cảnh sát anh nha. Cảnh sát đây, báo đi. Làm tù nhân đi, tôi làm cai ngục cho. Các bạn coi chị Fly làm cai ngục đi qua đi lại kìa, mắc cười chưa? Trời tối rồi, để mẹ tắt đèn. U là trời, chị Fly làm cái gì vậy? À, mất tài sản rồi nha. Thấy tắt đèn rồi đi vô đúng không? Hi hi, ai biết gì đâu. Trời ơi, đáng sợ quá. Ê, cơm tù nè. Yeah, có cơm rồi. Cảm ơn hả? Nhâm. Trời ơi, ngon quá. Ủa, trả tiền cơm đi chứ. Có ai nói miễn phí đâu. Không có tiền thì trả cái khác. Nhưng mà tôi không có tiền. Hay là để tôi ói ra trả lại nha. Thôi, giữ luôn đi. Ủa, sao vậy? Ê, đang làm gì đấy? Đang đọc chuyện. Thằng nào để chuyện cho nó đọc vậy? Hey, công nhận là trong tù sướng ghê. Cho em ở một năm luôn đi ạ. Tịch thu. Không được, đồ đáng ghét, chết nè. Ê, tôi có súng đấy nhé. Còn tôi thì có cung nè, nhưng mà cung của tôi rất là đặc biệt, bắn không có bao giờ trúng luôn. Ha ha, hay. Thôi mệt quá đi ngủ, hôm qua giờ không có ngủ luôn. Lo mà canh gác đàng hoàng cho tôi đi ngủ đi đó nha. Ngủ chưa ta? Wow. Okay. Chết nè, chạy lẹ mới được. U là trời, tôi thấy hết rồi nha. Hả, gì cơ, ngủ mới à? Mới đập đầu tôi đúng không? Thì ra là tính trả thù tôi cái vụ tôi cho anh bạn chứ gì. Tây thương mà đòi che mắt thanh hả? Ơ, gì, ai chứ đâu phải tôi. Hô hô. Ê, đừng có xạo heo nha, đứng lại, đứng lại. Hết, chị Phan thật là đáng ghét, hãy chờ đó. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách 24 giờ trong tù rồi. Các bạn còn thử thách gì muốn mình làm nữa thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn.